Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của Phong cho anh chị em mình giao lưu thêm một số loại mai hàng ghép cúc thọ hương nha anh em. Thì Phong ở đợt trước thì cũng có giao lưu với anh em mình khoảng 30 cây hàng lớn cúc thọ hương giá là 2 triệu rưỡi rồi ha. Thì hôm nay tiếp tục lên một cái clip cây này là còn nguyên zin rất là ok luôn em. Số lượng cây thì nó còn rất là nhiều, số lượng cây còn trên sân tầm khoảng 300 cho đến 400 cây lận nha anh em. Nó đều một kích thước như nhau luôn. Nên ở đây thì nhà vườn người ta sẽ quay sơ bộ cho anh em mình ha. Quay tại nó rất là đều, anh em nhìn cây đó ha, cây này nó rất là đều với nhau, nó chung có một kích thước với nhau thôi, và cách thức ghép và giá tiền nó cũng như nhau, giá cách thức giao lưu cũng như nhau luôn. Anh em mình mua thì mình cứ việc là đặt hàng, thí dụ như em báo cho anh em mình hoành trung bình nhiêu đó, cao nhiêu, cũ nhiêu, thì gửi hàng ra cho anh em mình sẽ là y như vậy ha. Còn nếu mà anh em nào mà kỹ hơn, anh em mình có thể là kết bạn Zalo bên nhà vườn của Phong, thì Phong sẽ chụp hình chính xác cái cây nào để gửi cho anh em mình đó, thì hai anh em mình hai người sẽ tự trao đổi với nhau ha. Còn ở đây kích thước nó có một cây anh em, mà cái số lượng nó tới 300-400 cây, mà quay một cái clip báo mã số cho anh em mình thì chỉ tầm khoảng 25 cây thôi, nên cái số lượng cây nó rất là ít, bán rất là chậm hàng luôn ha. Nên quay sơ qua như vậy, anh em mình cần thêm chi tiết gì đó thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn, người ta sẽ chụp hình chính xác cây, người ta gửi qua cho anh em. Tại vì cái cây này một quá là nó rất là đều với nhau ha. Đây là chủ vườn Phong ha. Này, xin chào quý chú anh chị nha. Tiếp tục hôm nay nhập về được mấy trăm cây họ hương anh chị, giá nói chung là siêu mềm nha anh chị. Hàng này thì bán đồng giá anh chị ơi, 800.000 cây bao ship. Bao phí ship toàn quốc luôn ha. Ship. Còn nếu mà ví dụ như một cây 800 mà lấy một cặp có ba bớt nữa không? Một cặp thì là 1 triệu rưỡi. Một cặp bớt 100.000. Cặp bớt 100.000. Có ba cây luôn không? Ba cây 2 triệu. Ba cây 2 triệu, vậy là cây cứ thứ ba có 500.000 à? Ừ đúng rồi. Vậy thì anh em mình mua. Có mua số lượng nhiều gì đó thì mình cứ liên hệ nhà vườn đi, nhà vườn người ta sẽ bớt giá cho anh em mình ha. Rất là ưu đãi luôn nha anh em, tại đầu năm em thấy không? Một cây thì 800, hai cây 1,5 triệu, mà cây thứ ba nó chỉ có 500.000 nữa thôi. Cái cây ghép em bằng cái giá cái phôi thị trường của anh em. Tại vì cây nào cũng để hú cho cái phôi thì giờ nó bán 700.000 rồi. Đây cái phôi ha. Cây nào nói chung là cây em thấy nó cũng rất là đều, nên em kêu chủ vườn là quay xô luôn đi, chứ quay mã số mỗi lần có 25 cây á, thì quay biết nào mới bán gọi cái lô này. Nên đây quay xô cho anh em mình, rồi anh em mình đó nếu mà có cần thêm chi tiết thì một hai clip sau thì đó sẽ báo mã số cho anh em mình luôn cũng được ha. Và anh em mình cần thêm á thì mình cứ điện thoại qua nhà vườn đi, được tư vấn. 18 nha anh em. Hoành trung bình ha, mình cứ lấy cây này 18 rồi lấy cái khác tiếp. Đo cái dòng chân nó luôn cái đó. Cái dòng chân thì nó muốn bít cái chậu ba anh chị ơi. 73. Đo dòng chân, đây là đo chỗ nào thì anh em cũng đã nhìn thấy ha, mình 73. Đo nguyên cái dòng rễ chứ không phải là mình đo cái củ sát đây ha. Tại vì cái cây kiển mà nó rễ này rễ nọ nó chèn nó chéo tùm lum hết trơn, nên mình đo phỏng để cho anh em mình mường tượng ra cái cây nó bao đặc nhiêu thôi. Cái lô này anh em thấy vô chậu ba mà đế nó bít cái chậu ba anh em. Cái phôi này bây giờ nó, nếu mà anh em mua phôi nó cũng cả nằm cả 500.000 rồi anh em. Đúng rồi, phôi này cũng khoảng 400-500. Rồi 400-500 rồi mình cắt ghép nuôi này cũng cả năm ghép nữa. Ghép này cũng mùa nữa anh em ơi. Rồi khi mà gửi hàng thì phải đóng thùng, bao phí vận chuyển cho anh chị em mình nữa ha. Nói chung là cái giá này dễ chơi ha. Cao thì nó 60, ngang thì nó 60. Cao 60 ngang 60. Lấy thì một số cây đi, mình lấy cây chênh lệch, cây bự nhất và cây nhỏ nhất á, đừng có lấy cây mấy hồng thì lấy cây điều thì mình gửi cây điều. Mình nói chung là dễ ha. Lô này đặc biệt là đế nôm với hú không nha anh em. Với cũ không à, chứ không có cái nào không có đế chứ nè. Cái này là cũ rồi anh em. Nôm đó. Lô này nói chung là đế là ok lắm anh em ơi. 800.000 là bao ship nha anh em. Một cây cần gửi hàng bao ship. Một cây 800.000 gửi hàng bao ship. Hai cây 1,5 triệu mà ba cây có 2 triệu. Hoành cây này 20 nè. Hoành 20. Đó, cái này là cái cũ nha anh em. Cái cũ đặt là 55. Cái cũ này là nhiêu ta? Cái cũ cái nguyên cái đế này là 72 là đế 72. Còn cái cây này mình đo sát xuống dưới luôn coi, sát xuống sát với bằng cái mặt phân á, mình đo bằng mặt phân thử coi. Nó cũng 70 luôn anh em ơi. 70 luôn ha. Nó cũng cái khả năng nó cũng đều, em báo cho anh em mình trung bình cái dòng chân cho nó rộng tí ha, tầm khoảng 50 cho đến 70. Tùy theo cái dòng chân, nếu mà cái dòng chân mình nó nôm á thì rễ nó nhiều mà nó nôm sâu xuống là nó 50, còn nếu mà nó bè ra thì nó tới 70. Còn hoành thân ha. Hoành thân thì cây này 20 nha. 20. Mà cái lô này hoành thân nhỏ nhất là 16 nha anh em, chắc chắn 100%. Thì từ đây thì nhà vườn báo cho anh em mình là hoành thân tất cả các cây 16 đổ lên, không có cái nào dưới 16 hết. Nhà vườn gửi ra 16 trả về. Đúng rồi. Chơi mạnh tay luôn. Đúng 16 anh em lấy, chiếu 16 bỏ về. 16 đổ lên lấy, mình tính cái hoành thân nha anh em, hoành thân nhỏ nhất trên cây là 16 đổ lên, dưới 16 gửi hàng về. Đúng rồi. Rồi, tiếp cái này luôn thử coi. Cây này 18 anh em. 18. Đo suốt từ đây 17 nè. Cốt tinh cổ luôn, dễ. Dòng chân.
Dòng chân cây này thì nó 78 lận. 78 mình đo. Nó bít cái chậu luôn. À. Thì nãy em có báo rồi đó, trung bình nhỏ nhất là 50 cái dòng chân ha, nhỏ nhất cái dòng chân là 50, bự nhất là 70. Đó, à, lọt lòng cái chậu ba là nó bít luôn anh em ơi. Ừ. Đâu, kéo chiều cao luôn coi, chắc cũng khoảng 60. Cao. 60. Ừ. Ngang 55. Ngang 55. Vậy em báo cái đường kính tàn trung bình cho anh em mình là 50 cho đến 60 đi, tại vì cái đường kính tàn của mình nhiều khi mình đo ngay cái chọt nhánh vậy nè thì nó sẽ dài, hoặc là kéo qua đây nó dài hơn nữa, nhưng mà ở đây đo là kéo dài nói chung hơn. Là đo trung bình của trung cây bình, ha, là 50 đến 60, chiều cao thì cũng 50 đến 60, là mình đo trung bình nhất có thể, là cái mức mà tối thiểu nhất là anh em mình gặp phải là nó sẽ là 50 thôi, đúng chứ rồi, không có rồi. 49 đâu. Mà Cây nào mà lùn hơn gửi về. Mà cái lô này đặc biệt là hú toàn bộ anh em. À, toàn là để hú. Đây, vậy được rồi ha, để em quay sơ sơ cho anh em mình xem một cái số cây trong đây luôn ha. Nó đều đều như nhau anh em thấy không? Đó, nhìn sâu vô trong đó cũng vẫn vậy luôn ha. Đây. Và đây luôn nè, đây nhiều nè, nhìn thấy nhiều. Này. Rất là điều cây. Điều cây như vậy mà quay mã số thì nói chung là em cũng không biết nói nổi chuyện không? Gì luôn, tại vì nó có một kiểu mà cứ hoành là ví dụ như hoành 18 cũ 50 cao 60, cái hoành 18 cũ 50 60 mình lặp đi lặp lại cũng y nhiêu đó ha. À, như cái này đế nè nè, bít cái chậu luôn. Đế nè. Bít cái chậu. Mà cái đặc biệt vậy? Thì anh em mình mua càng nhiều thì cái giá của đúng em rồi. Thấy nó càng rẻ ha, tại vì có khoảng 60 70 ngàn, bảy mấy ngàn cây anh Đúng em, rồi. 60 75 ngàn cây ha. Đúng rồi. Thì xếp Cây cây thứ nhất này là 800 ngàn, cây thứ hai nó 1,5 triệu, cây thứ ba nó còn có 2 triệu ha. À, thấy thì Nguyễn anh em mua 3 cây thì nó chạy ra nó chỉ còn có 675 ngàn đồng cây gì hả. Nói chung là lô này toàn bộ là hú anh em, cây nào cũng hú nè. Số số lượng bên vườn còn còn 400 cây. 400 cây. Đó anh em. Cây nào cũng hú chưa? Anh em khỏi cần mua phôi, chắc không mệt, mua cái này về chơi luôn à. Mua cây phôi giờ 400 ngàn anh em ghép nữa. Mệt lên mệt xuống nữa. Và đặc biệt được cái là cây còn nguyên riêng, không hề xuống nguyên lá, riêng, không không hề xuống chơi lá. hoa ha, còn nguyên cây nguyên riêng, rất là khỏe mạnh. Cây này về em tư vấn cho anh em mình trồng ha, nếu Vào mà anh khỏe em mình mạnh. trồng bột thì lên bột. Còn không anh em mình kiếm cho nó một cái chậu chữ nhật ha, vô cho đúng cây đúng chậu luôn, vô chậu chữ nhật xong anh em mình sẽ cắt đôn chỉnh sửa tỉa tàn, lại bỏ lá lại bỏ nụ ha. Cây này mà anh em bao anh em vụ mà suy yếu nha anh em, lá nó già. Thấy không, cây này còn lá còn ấy gì đâu có em nhìn bao lá được, nè. khỏi cần bao, tại vì nó còn y gan như vậy, là còn nếu mà nuôi chết là do anh em nuôi thôi ha. Chứ nhiều khi nó không có lá cây suy Đúng rồi. rồi thì anh em mình còn đổi thừa được, chứ còn cái cây này thì nuôi Cây này chết là do anh em. quá phê anh em ơi. Cây nào lấy nè, đế cực kỳ. Nói chung là cái lô này nó còn rất là điều cây ha, anh em mình có lấy Điều số kìa. lượng sỉ về mua đi bán lại thì cũng có thể là liên Đúng rồi. hệ bên nhà vườn luôn ha, Đúng rồi. thì cắt giá bên nhà vườn, nếu mà anh em mình mua đi bán lại để mình chăm sóc bán Tết rồi đó thì cứ liên hệ về nhà vườn, người ta sẽ để cho anh em mình cái giá tốt. Đúng rồi. Nè, cây xanh đen mạnh khỏe hết nguyên vườn luôn ha, 400 cây, phôi mai vàng ghép thọ hương, cây này ghép cũng tầm khoảng 5 tuổi ha, Muốn cứng ngủ năm, hết trơn. tới thời điểm hôm Đúng nay là rồi. phải cứng năm. Cứ năm luôn. Cây này khỏe mạnh. Anh em nào mua 50 cây, 100 cây vậy alo em. Chứ không cần nhất thiết là mua hết. Báo giá sỉ luôn anh em luôn. Tại vì ở đây thì không báo giá trực tiếp, còn anh em cứ liên hệ là báo cho anh em giá rất là mềm luôn. Nếu mà lấy giá số lượng thì 40 50 cây thì ngon rồi. Cây là ok rồi chứ cần nhiều đâu. Rồi thọ hương phôi mai vàng cao trung bình 50 60, đường kính tàn cũng trung bình từ 50 đến 60, hoành cổ eo từ nhỏ nhất là 16, hoành cổ eo 16 là nhỏ nhất nha anh em. Hoành cũ trung bình 50 đến 70. Thông số đã báo cho anh em mình rồi, gửi ra cây nào anh em mình kiểm tra hàng sai thông số, anh em mình gửi hàng về nhà vườn lỗ chệ nhà vườn ha. Đúng rồi. Nói chung là làm uy tín thì phải cho kiểm tra hàng. Tất cả các đơn hàng trong kênh em quay đều được kiểm tra, bên nào không Cả cho kiểm tra anh em mình tả hàng về, không có ai buồn phiền khiếu nại gì anh em mình hết ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều ha. Cô chú anh chị em mình xem kênh, thấy cây nào ưng ý thì anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn ha, tại vì kênh của em là chuyên quay mai vàng, mỗi chủ vườn là mỗi một cái video, nên anh em mình mua vườn nào thì anh em mình liên hệ ngay vườn đó ha, để tránh rằng nhiều khi anh em mình lầm tính đâu em là một kênh một chủ ha, anh em mình mua bên đây mà điện qua bên kia nha anh em. Rồi cứ rồi gặp trực tiếp chủ vườn để mình trao đổi thêm ha. rồi em mong anh chị ủng hộ hết clip này ha. Rồi em xin chào anh chị.